Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung rất quan trọng khi các doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp nước ngoài là việc lựa chọn phương thức thanh toán nào cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm và mối quan hệ giữa hai bên. Để giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về phương thức thanh toán quốc tế, cũng như có thể lựa chọn một phương thức thanh toán phù hợp với từng loại hợp đồng cụ thể, chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với các chuyên gia để làm rõ hơn về vấn đề này. Tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, trưởng bộ môn tiền tệ ngân hàng, khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ luật sư Lê Đình Vinh, phó tổng giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn SMIC. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước hết, xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một số thông tin sau đây. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, thì thanh toán quốc tế có vai trò hết sức quan trọng. Lựa chọn được phương thức thanh toán phù hợp chính là đảm bảo được độ an toàn về mặt tài chính. Hiện nay, thanh toán quốc tế có rất nhiều hình thức, nhưng phổ biến nhất đó là hình thức thanh toán trực tiếp, thanh toán nhờ thu và thanh toán thông qua tín dụng chứng từ. Việc các doanh nghiệp lựa chọn phương thức nào tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, cần xác định mối quan hệ của các đối tác kinh doanh. Thứ hai, sự tín nhiệm của các đối tác cao hay thấp. Thứ ba, quy mô của hợp đồng thương mại lớn hay nhỏ. Thứ tư là khả năng hàng hóa của người bán và khả năng tài chính của người mua. Ngoài ra cũng cần xem xét đến tình hình chính trị, kinh tế của các nước tham gia trong hợp đồng, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến mức độ an toàn trong khả năng thanh toán. Một điều quan trọng trong thanh toán quốc tế là chứng từ hợp đồng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải xem xét chứng từ một cách cẩn trọng, sau đó mới lựa chọn phương thức thanh toán cho phù hợp. Xin được hỏi bà Nguyễn Thị Hiền là hiện nay có những cái phương thức thanh toán nào đang được các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng trong các hợp đồng thương mại và nội dung cũng như là đặc điểm của từng phương thức ạ? Trước hết là chúng ta cần phải hiểu phương thức thanh toán quốc tế trong ngoại thương, đó là toàn bộ quy trình và điều kiện quy định để người nhập khẩu thực hiện thanh toán chi trả và nhận hàng, cũng như người xuất khẩu thực hiện giao hàng và nhận tiền theo cái hợp đồng ngoại thương dựa vào cái sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng phục vụ mình. Trong thực tế thì các cái phương thức thanh toán, có rất nhiều phương thức thanh toán quốc tế được áp dụng trong cái quan hệ giao dịch ngoại thương. Đó là phương thức, ví dụ như là phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, rồi phương thức nhờ thu, và cái phương thức phổ biến hơn cả đó là phương thức tín dụng chứng từ mà ngày nay các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu người ta thường áp dụng và tính đến trong cái phương án lựa chọn cái phương thức thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương. Và mỗi một phương thức thanh toán thì đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau, và nó được thể hiện sự xung đột về lợi ích của mỗi bên tham gia trong hợp đồng ngoại thương. Thì cái việc lựa chọn một cái phương thức thanh toán phù hợp phải được sự thống nhất bàn bạc của hai bên hợp tác, ở hai bên giao dịch, và được ghi rõ trong cái điều khoản của hợp đồng về phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán chuyển tiền thì chúng ta có thể hiểu rằng đó là cái phương thức mà khách hàng yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi theo một cái địa chỉ nhất định và trong khoảng một cái khoảng thời gian nhất định. Còn cái phương thức thứ hai là phương thức nhờ thu, thì chúng ta có thể hiểu đó là phương thức thanh toán trong đó nhà xuất khẩu sau khi giao hàng hóa và dịch vụ đi cho nhà nhập khẩu thì họ sẽ ủy thác cho ngân hàng để ngân hàng trực tiếp đòi tiền nhà nhập khẩu dựa trên cái bộ chứng từ thanh toán, đó là hối phiếu và bộ chứng từ hàng hóa, để đòi tiền kèm theo cái điều kiện là nhà nhập khẩu phải thực hiện thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận hối phiếu thì họ mới giao bộ chứng từ để nhận hàng hóa và dịch vụ. Một cái phương thức thanh toán mà có thể coi là phổ biến và được các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam cũng như là các nước trên thế giới lựa chọn để áp dụng trong các hợp đồng ngoại thương, đó chính là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Với cái phương thức này chúng ta có thể hiểu rằng đó là đó là một cái sự thỏa thuận mà ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng là người mở thư tín dụng có thể phát hành một cái bức thư mà người ta gọi đây là thư tín dụng để cam kết chi trả cho người hưởng lợi ở trên hợp đồng trên thư tín dụng một cái số tiền nhất định
kèm theo cái nếu như mà người hưởng lợi có thể đáp ứng được, xuất trình được một cái bộ chứng từ phù hợp với những điều khoản, với các quy định, các cái điều kiện được quy định rõ ở trong thư tín dụng. Vâng, bà Nguyễn Thị Hiền thì vừa có chia sẻ ba cái phương thức mà các doanh nghiệp thường hay áp dụng trong các cái giao dịch quốc tế. Vậy thì thưa ông Lê Đình Vinh, ông có thể cho biết là trong các phương thức nêu trên thì phương thức nào thì được các doanh nghiệp sử dụng một cách phổ biến nhất hiện nay? Thế từ thực tiễn các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp trong hoạt động ngoại thương thì chúng tôi thấy rằng là Việt Nam thì có hai cái phương thức thanh toán mà được các nhà nhập khẩu cũng như nhà xuất khẩu lựa chọn phổ biến hơn cả. Một là cái phương thức chuyển tiền. Chuyển tiền thì trong đó có cái gọi là điện chuyển tiền, TT đấy, hoặc là chuyển thư chuyển tiền. Trong đó thì cái điện chuyển tiền là cái mà được sử dụng phổ biến hơn cả. Thế thì cái ưu điểm của cái điện chuyển tiền là gì? Là các bên không phải nhờ đến cái ngân hàng mở thư bảo lãnh. Vì vậy không phải đặt cọc, không phải ký quỹ và không phải có những cái thủ tục phức tạp. Và vì vậy cho nên cái chi phí nó cũng giảm thiểu. Tuy nhiên thì cái phương thức này nó có những cái điểm bất cập. Đấy. Cái chuyển tiền thì có thể là chuyển tiền trước khi giao hàng hoặc là chuyển tiền sau khi giao hàng. Trong trường hợp mà chuyển tiền trước khi giao hàng thì cái rủi ro đứng về bên mua hàng, tức là có cái khả năng là chuyển tiền đi rồi nhưng mà không biết là có được nhận hàng hay không. Đấy. Ngược lại là chuyển tiền sau khi giao hàng thì cái rủi ro lại đứng về phía bên bán hàng, tức là hàng chuyển đi rồi, giao rồi nhưng mà chưa nhận được tiền. Đấy. Do vậy là gì? Là cái phương thức này nó luôn luôn tiềm ẩn cái rủi ro hoặc là cho bên mua hoặc là cho bên bán. Chính vì vậy, cái phương thức này người ta chỉ áp dụng đối với những cái lô hàng nhập khẩu mà có giá trị nhỏ và thường là giữa các cái khách hàng đã có cái sự quen biết rồi. Cái phương thức thứ hai mà có thể là phổ biến nhất trong thực tiễn thương mại quốc tế ở Việt Nam đó là cái phương thức là thư tín dụng LC đó. Thì trong thư tín dụng nó cũng có rất nhiều loại thư tín dụng, nhưng mà có ba cái hình thức thư tín dụng phổ biến mà các doanh nghiệp hay áp dụng. Đấy, một là thư tín dụng trả ngay, thư tín dụng assign. Thứ hai là thư tín dụng trả chậm, tức là cho phép cái bên nhập khẩu, bên mua hàng có thể là trả tiền chậm trong một khoảng thời gian 30, 45 ngày, 60 ngày, thậm chí là có thể thế 90 ngày. Loại thứ ba mà cũng thư tín dụng thứ ba cũng khá phổ biến là thư tín dụng người ta gọi thư tín dụng giáp linh, back to back. Cái này thường áp dụng trong cái trường hợp là mua bán hàng trao tay, tức là người mua lại sau khi mua hàng lại bán lại cho người thứ ba. Thì trong trường hợp này là người thứ ba sẽ mở thư tín dụng cho cái người mua. Và sau khi có thư tín dụng của người mua thứ ba mở thì cái người mua lại dùng cái thư tín dụng đó để làm thế chấp để mà mở cái thư tín dụng cho cái người bán đầu tiên đó. Đấy là ba cái hình thức thư tín dụng phổ biến. Vậy thì bà Nguyễn Thị Hiền, bà có thể cho biết là theo bà thì các doanh nghiệp Việt Nam nên lựa chọn cái phương thức thanh toán như thế nào cho phù hợp với từng quan hệ cũng như những cái hợp đồng cụ thể ạ? Vâng, theo tôi thì không có một cái đáp số chung cho lời khuyên là doanh nghiệp nên lựa chọn cái phương thức thanh toán nào là tối ưu cả. Bởi vì như chúng ta, ông Vinh đã phân tích ấy, thì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái phương thức thanh toán đều có những cái ưu việt và những cái nhược điểm. Thì quan niệm của tôi ở đây thêm cái quan điểm cá nhân thì tôi thấy rằng này, bất kể là nhà xuất khẩu hay là nhà nhập khẩu thì khi tham gia vào hợp đồng ngoại thương thì đều phải tính đến cái yếu tố rủi ro và cái chi phí giao dịch trong cái quan hệ này. Thì chính vì vậy mà cái mục tiêu của để đạt được hai cái đó thì chúng ta lại phải nhìn nhận rằng trong cái quá trình cái hai bên hợp tác và làm việc với nhau để đàm phán được một cái hợp đồng giao dịch ngoại thương thì anh phải tính đến cái tương quan về cái vị thế của hai bên đó để lựa chọn được một cái phương thức thanh toán phù hợp. Tôi lấy ví dụ như là việc đầu tiên anh phải tìm hiểu kỹ về đối tác của mình và xem rằng họ ở cái vị thế nào để mình có thể đưa ra một cái yêu sách về một cái để lựa chọn đề xuất một cái phương thức thanh toán phù hợp nhất mà có lợi cho chính bản thân mình. Tôi lấy ví dụ như là ở góc độ của một nhà nhập khẩu, đương nhiên cái phương thức thanh toán chuyển tiền là phương thức tối ưu hơn cả bởi vì nó sẽ hạn chế tối đa về cái rủi ro cho nhà nhập khẩu. Tuy nhiên thì ở trong trường hợp này mình lại phải xem xét là cái vị thế của mình so với đối tác là như thế nào. Nếu mình đàm phán, cố gắng đàm phán nhưng ở bên đối tác người ta không chấp thuận thì rõ ràng cái phương thức đấy cũng sẽ không được chấp nhận để đưa vào trong cái điều khoản của hợp đồng về phương thức thanh toán quốc tế. Và như vậy thì mình lại phải lựa chọn cái phương án thứ hai, đó là phương án về nhờ thu chẳng hạn, hoặc là phương án về thanh toán bằng phương thức là tín dụng chứng từ. Chính vì vậy mà tôi cho rằng ở đây là tùy theo cái vị thế của từng cái quan hệ đối tác mà nhà xuất khẩu hoặc là nhà nhập khẩu có thể phải lựa chọn
và đàm phán để đưa ra một cái phương thức thanh toán tối ưu. Thực tế đã cho thấy rằng là có không ít các doanh nghiệp gặp những cái rủi ro trong thanh toán quốc tế. Vậy thì cụ thể những cái rủi ro đó là gì và làm như thế nào để mà hạn chế được những rủi ro đó? Câu hỏi này chúng tôi muốn dành cho ông Lê Đình Vinh ạ. Thì bản thân các cái phương thức thanh toán quốc tế dù có được quy định chặt chẽ đến mấy và các bên thỏa thuận kỹ đến mấy thì nó vẫn hàm chứa trong nó những cái rủi ro tiềm ẩn. Tôi lấy ví dụ phương thức chuyển tiền thì như tôi đã nói ở trên đấy, nó có thể có tình huống là nếu là chuyển tiền trước thì có tình huống là bên mua hàng chuyển tiền rồi nhưng mà hàng thì chưa giao. Vì vậy cho nên là có thể có nguy cơ là hàng không được giao mặc dù tiền đã trả. Còn nếu mà chuyển tiền sau thì có lại có nguy cơ ngược lại là bên giao hàng đã giao hàng rồi nhưng mà tiền chưa được nhận đấy, và không có cái gì bảo đảm cả. Đấy, thì dẫn đến là bán hàng mà không nhận tiền. Đó. Còn đối với LC, mặc dù LC có thể nói là cái hệ thống mà chặt chẽ nhất trong các phương thức thanh toán quốc tế nhưng mà nó cũng vẫn có những cái rủi ro. Thì trong thực tế tôi thấy nó có mấy cái rủi ro thế này này. Cái rủi ro thứ nhất là mặc dù đã mở LC rồi, bên mua đã mở LC rồi, nhưng cái khả năng mà bên bán giao hàng vẫn không xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi chúng ta cứ quá tin tưởng, quá lệ thuộc vào chuyện là đã mở LC rồi thì là bên giao hàng người ta sẽ giao hàng. Nhưng thực tế không phải. Để mà khắc phục cái này thì tôi có một cái lời khuyên là mặc dù đã mở LC nhưng bên mua hàng vẫn phải yêu cầu bên bán hàng là phải thực hiện cái gọi là bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối ứng gọi là cái performance bond. Để trong trường hợp nếu anh không giao hàng thì anh sẽ phải chế tài. Cái khả năng thứ hai là gì? Là mặc dù mở LC rồi, có việc giao hàng rồi, nhưng cái khâu thanh toán lại gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, mà cái này thường là rủi ro đối với bên xuất khẩu. Cái gặp khó khăn cho thanh toán thì có thể có nhiều lý do. Một là bản thân cái bộ chứng từ chưa chuẩn, ngay cả cái LC mở cũng chưa chuẩn. Tức là khi mở LC các bên đã không kiểm tra kỹ cái nội dung mà hình thức LC, không đối chiếu nó với cái hợp đồng gốc, không đối chiếu nó với các quy định hiện hành, không đối chiếu nó với lại các cái quy định của luật mẫu quốc tế. Dẫn đến là gì? Khi mà hoàn thiện chứng từ thì ngân hàng không chấp nhận cái chứng từ đó. Cái thứ hai nữa là gì? Là có khi là chứng từ đã chuẩn rồi nhưng mà cái ngân hàng các bên lựa chọn nó lại không đủ cái độ tín nhiệm. Dẫn đến là gì? Là người ta cứ hay đưa ra những lý do này lý do khác để từ chối việc giải ngân LC mặc dù cái bộ chứng từ đã được hợp lệ. Cho nên là tôi cũng có lời khuyên thứ hai với các doanh nghiệp là gì? Là khi mở LC cũng nên lựa chọn các ngân hàng mà có cái hệ số tín nhiệm cao. Cái rủi ro thứ ba nữa là gì? Là mặc dù mở LC rồi đấy, nhưng lại cũng không được nhận hàng. Lý do là vì cái việc mà lựa chọn phương thức thanh toán này nó lại không đặt trong cái mối liên hệ với lại cái phương thức giao nhận hàng hóa. Do vậy là ở đây cũng có một cái lời khuyên thứ ba nữa là gì? Là khi chúng ta lựa chọn cái phương thức thanh toán nào, chúng ta lại phải đặt nó trong cái mối liên hệ với cái điều kiện giao hàng để cho nó thống nhất, đồng bộ. Thì khi đó chúng ta mới loại trừ được những rủi ro và đảm bảo sự an toàn cho phía các bên liên quan. Vâng, với những chia sẻ của ông Lê Đình Vinh thì thưa bà Hiền, bà có đồng ý với quan điểm của ông hay không và ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào ạ? Vâng, tôi thì thấy rằng là tiến sĩ Vinh đã phân tích rất là cụ thể nhưng mà các cái lời khuyên đó có thể rất là bổ ích với lại nhà xuất khẩu, bởi vì những cái rủi ro có thể xảy ra đối với nhà xuất khẩu. Thế còn đứng ở trên cái góc độ của nhà nhập khẩu thì tôi lại thấy rằng là sẽ có những cái tình huống có thể sẽ rủi ro xảy ra, đó là cái bộ chứng từ lập là bị giả. Đấy, cho nên là anh phải rất là cẩn trọng về cái công tác đó. Cho nên ngay từ đầu, từ trong cái điều khoản của LC thì phải quy định rất là chặt chẽ về các cái nội dung liên quan đến cái bộ chứng từ để khi mà nhà xuất khẩu người ta lập cái bộ chứng từ ấy, thì họ phải đòi hỏi phải đảm bảo được những cái yêu cầu cụ thể từ cái nội dung của LC để đáp ứng. Bởi vì cũng có thể rằng là nếu như cái động cơ của nhà xuất khẩu không tốt thì chắc chắn rằng là cái việc lập chứng từ giả nó cũng rất là dễ dàng, cho nên là buộc các cái nhà nhập khẩu người ta phải rất cẩn trọng trong cái việc mà và yêu cầu về cái kiểm tra cẩn thận về cái bộ chứng từ LC, tức là đứng ở góc độ của cả ngân hàng và nhà nhập khẩu. Vâng, xin cảm ơn bà.
Thưa quý vị và các bạn, hy vọng với sự chia sẻ của hai vị khách mời sẽ giúp cho các doanh nghiệp phòng ngừa cũng như là những hạn chế được những rủi ro trong thanh toán quốc tế. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị khán giả hãy đến với chuyên mục tư vấn pháp luật.